luật sư của nhà nước cần. Mày ăn cái gì đấy dám thối chứ? Ôi giời ơi, ai bảo mày đứng đằng sau tao làm gì? Cái tiền dư mày hả? Mày định ám sát ông mày bằng bom nguyên tử đấy à? Ôi khổ quá, sáng ra hai anh cãi nhau làm gì? Có mỗi cái bình nước hết từ đời nào rồi, bảo đổi đi không đổi, hai ông đúng là lười. Mày đi mà bảo thằng Hiếu à? Sao mày không làm mà mày bảo tao? Thôi hai ông đừng có đổ cho nhau nữa. Ăn thì như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm thì như mèo mửa. Cái nhà trọ này á, cái gì cũng đến tay em, suốt ngày đùn đẩy nhau thôi. Giải có mỗi cái bình nước bê lên nhá, cơ hội giảm cân đây chứ đâu. Có thế mà cũng phải nói rõ nhiều. Thôi chúng mày đi vào đi, để tao còn tập thể dục tiếp nhá. Đang tập thể dục. Ui ôi. Chào em. Em có sao không? Em có cần anh hô hấp oxy cho không? Em không sao đâu ạ. Em ổn mà anh. Ôi giời ơi, giọng ngọt như mía lùi ấy, cứ làm anh xốn sang. Hai cái thằng kia, bình tĩnh thôi, ngậm cái mồm vào. Xin giới thiệu với chúng mày, đây là Ngọc. Kể từ ngày hôm nay, Ngọc sẽ ở cùng xóm trọ với chúng ta. Mọi người có gì giúp đỡ nhau nhá. Chào em, anh là Tuấn. Anh là Hiếu đẹp trai. Dạ, em tên là Ngọc ạ. Các anh cứ gọi em là Ngọc Thánh Thiện ạ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, cái tên nó nói lên tất cả rồi. Ôi giời ơi. À mà thôi, Ngọc ơi, Ngọc để anh xách đồ vào cho Ngọc nhá. Để anh nhá. Để tao. Đồ tao xách cho. Mày ra tao xách cho. Thôi, tranh nhau làm cái gì? Sao không ai bê hộ em cái bình nước? Mày quẩy như voi ấy. Có mỗi bình nước thì nặng là cái gì mà phải bê hộ. Bê đây. Mày ăn no vác nặng nó quen rồi nhá. Làm đi tiện thể mà giảm cân. Con bé Ngọc đây mỏng manh dễ vỡ thế này, đến đôi xếp còn không xách được thì bọn tao mới phải xách cho chứ. Bọn tao đấy. Thôi được rồi, mọi người tự sắp xếp với nhau đi. Em về đây. Mày ra của tao. Mày... Đấy đấy. Thấy gái lại tới mắt lên. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Nói cái gì? Thôi hai anh ơi. Em biết là hai anh tốt với em xúc động lắm ạ. Thế nhưng mà em lại làm chị ấy không vui. Thôi thì để em xách ạ. Cho dù có nặng một tí, đau tay hay là đau chân mà ngã cầu thang đi chăng nữa thì em cũng không sao đâu ạ. Em không oán trách ai đâu ạ. Hai anh cứ để em xách nhá. Tiền sư cái con Thảo này nhá. Người ta mới đến thì bọn tao giúp, người ta bơ ngơ thì bọn tao giúp. Mày hiểu không? Chứ mày là cái con cáo giả ở đây rồi hả? À, mà mày lại cái sân si với một người mới mà chân yếu tay mềm như thế này à? Hả? À, đúng rồi. Ê, em Ngọc ơi, cứ đưa đồ đây. Đưa đồ đây, bọn anh cầm cho. Đúng rồi, đúng đấy. Em cứ đưa đồ bọn anh cầm cho nhá. Em đi vào đi. Bây giờ ở đây anh bảo kê, em hiểu không? Em cảm ơn các anh ạ. Các anh tốt mà dễ thương quá. Trời ơi, trời ơi. Em cảm ơn các anh dễ thương kế. Ngứa cả mặt. À, thằng Hiếu, mày đến sau tao. Thế là mày phải xếp hàng sau tao nhá. Chờ Ngọc ăn phở của tao trước, xong mới được ăn mì của mày. Tao biết thế nào mày cũng nói điêu, nên tao đã xếp dép trước ở đây rồi. Coi như vậy là mày đứng sau nhá. Thời buổi này rồi ai còn xếp dép nữa nhá. Chẳng nhá, tao xếp trước. Có mà mày ấy. Mày im cũng đổ bắt quả. Có mày ai? Các anh làm gì sáng ra anh ơi mới cả lên đấy. Không để cho người khác ngủ à? Đêm qua em học muộn, muốn ngủ thêm tí cũng không yên. Mày đứng đây phân xử hộ tao cái nhá. Rõ ràng tao lên đây tao xếp hàng trước. Đợi em Ngọc. Đây thằng Hiếu nó lại bảo nó để chiếc xếp nó xếp hàng. Đấy, thế bây giờ mày xem thế có được không? Ôi giời ơi. Tay bưng bát mì bát phở à? Định mời em Ngọc đúng không? Thay vì mời em Ngọc ạ, đưa em ăn hộ một bát cho nó nhanh đứa phải cãi nhau. Thôi, này, lựa đi nhá. Chỉ có ăn là nhanh ấy. Mày ăn là làm gì cho nó phí đồ ăn ra? Hả? À, ăn như lợn húp cám ấy. Tốt nhất là nhịn đi cho nó gầy, hiểu không? Thế sao sáng ra các anh lại đứng trước cửa phòng em thế này ạ? Ui giời, Ngọc dậy rồi đấy à? Anh biết hôm qua Ngọc học khuya mệt, anh đem tô mì lên cho Ngọc ăn. Ăn em lấy sức mà học tiếp nhá. Em ăn làm gì mì tôm của cái thằng này hả? Mọc mụn ra. Ăn phở của anh nhỉ. Thơm ngon, mời Ngọc ăn nha. Hả?
Hai anh đều tốt với em quá. Em cũng không nỡ từ chối lòng tốt của ai cả. Thôi thì em ăn hết cả hai ạ. Hả? Ăn hết? Gớm, cứ tưởng mong manh dễ vỡ thế nào. Chị Thảo này, em biết là chị không thích em, nhưng mà dù sao đây cũng là tấm lòng của hai anh. Em mà không ăn á, đêm em ai nấy, em không ngủ được đâu. Chứ em đâu có tham ăn tục uống như ai đó đâu ạ. Này, cô nói ai tham ăn đấy? Thôi, thôi, em ơi, em kệ nó, quan tâm nó làm cái gì. Đây, em ăn của hai anh là hai anh vui lắm rồi. Thôi, bây giờ đi vào phòng mà ăn cho nó nóng nhá, cho nó thoải mái nhá. Cảm ơn hai anh ạ. Đi. Ui dồi. Thực ra bình thường thì em ăn ít lắm, chỉ có vài cọng thôi. Nhưng mà hôm nay không muốn làm mất lòng hai anh, cho nên là em mới ăn nhiều như thế đấy. Hai anh với chị Thảo đừng hiểu lầm em nha. Không, bọn anh thích mà, phải ngon thì mới ăn hết được chứ. Rồi ôi, ăn lắm thì nói luôn đi, lại còn tỏ vẻ ta đây. Còn này, im mồm. Cứ mồm chó vo ngựa đấy, làm người ta tổn thương. Em Ngọc ấy là mỏng manh yếu đuối, sống rất chân thành, mày hiểu không? Chứ ai như cái mặt mày, mày đã bao giờ khen anh em tao đến một lời chân thành chưa? Hả? À, hay toàn chửi? Ok Ngọc, sao lại khóc? Sao lại khóc thế? Ngoan nhá, anh thương. Ngoan. Ôi dồi, ngoan anh thương nhá. Lần đầu gặp hai anh, mà hai anh đối xử tốt với em như thế này, làm em nhớ đến anh trai của em quá. Anh trai của em tốt với em lắm. Sáng nào cũng mang đồ ăn sáng đến cho em. Ngọc ơi, thế thôi, thế từ giờ em cứ coi anh như là anh trai của em nhá. Anh sẽ mang đồ ăn sáng đến cho em thường xuyên. Còn anh, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối, bữa khuya em cứ để anh lo nhá. Có thật là các anh thương em như em gái không ạ? Dạ chung. Opa. Sao mày lại quét nhà em Ngọc? Em Ngọc bị đau tay, nhờ tao quét giúp thì tao quét. Ngọc ơi, oppa mua được gà cho em rồi này. Thơm quá oppa. Oppa của em á, đúng là đáng yêu nhất trên đời. Này, Ngọc Thánh Thiện ơi, em có thấy oppa quét nhà sạch không? Công nhận là oppa hiếu có năng khiếu quét nhà sạch thật đấy. Mà cậu oppa ơi, hôm nay em nhặt rau mùng tơi bị gai nó đâm vào tay, đau lắm, đau ơi là đau ấy. Ôi nhồi ơi, thế á? Đâu, oppa xem mà. Ôi nhồi ơi, tay Ngọc tay Nhà thế này mà bị gai mùng tơi nó đâm thì đau lắm đấy. Từ bây giờ nhá, oppa cấm Ngọc làm gì đấy, việc gì khó cứ để oppa lo nhá. Đâu, mày bỏ ra. Anh yêu anh Tuấn, may quá hai anh ở đây rồi. Sao chuyện gì? Vòi nước nhà tắm của em bị hỏng, hai anh sửa giúp em với. Này, bọn tao có phải anh chàng thợ sửa ống nước đâu mà sửa hộ mày hả? Vớ ba vớ vẩn, muốn sửa gọi tổng đài nhá, bọn tao đang bận. Nãy em vừa thấy anh sửa cái vòi nước bồn cầu hộ cái Ngọc xong, anh điêu à? Đấy là Ngọc dùng, Ngọc nó khác mày, có phải sửa nào cũng giống sửa nào đâu. Thôi mà, các anh sửa hộ em đi, em hết tiền là gọi thợ sửa rồi. Khổ quá, bọn tao đã bảo bọn tao đang bận rồi, mày đi ra chỗ khác chưa đi nhá. Bận cái gì? Có bận cua gái, bận đến làm gái thì có. Đây cũng là cái việc của bọn tao nhá. Đi rồi, đi. Khổ quá bận. Em biết rồi, biết là chỉ có oppa tốt với em thôi, chứ còn cả cái xóm trọ này á chẳng có ai tốt với em cả. Người ta ăn á cũng chẳng thèm mời em xách cái bình nước nặng ơi là nặng cũng chẳng thèm giúp em gì cả, chỉ toàn là đố kỵ em thôi. Đúng là cái loại hai mặt, trước thì nảy nọ, sau lưng thì nói xấu. Đấy, chị Nhung, chị xem, xóm trọ mình bây giờ còn có cả cái người tên là Thảo Mai đấy. Wow, thế đấy, đi chị. Oppa thương em chưa? Này chị, chị bị điếc à? Này em gái, anh Hiếu anh Tuấn nhà chị á là thấy em xinh nên bị mở mắt thôi, chứ cỡ hồ ly chín đuôi như em á, chị chặt có phát thôi, đứt cả chín luôn.
nên là tốt nhất em đừng có thái độ với chị. Thế nhá. Chị Nhung ơi, chị thấy cái nghe cuộc điện thoại vừa rồi nó nói chưa? Người trong điện thoại chính là em đấy. Em mới là người không được giúp gì đấy. Thật thế à Ngọc? Sao cùng xóm sọ với nhau, sao không thẳng thắn ra cho dễ sống? Thì ra là chị cũng ghét em nên chị nói thế đúng không? Chị Thảo nhá, đã thế em nói thẳng luôn, hồ ly chín đuôi như em nhá, nhưng mà ít ra có người khác thích, sẵn sàng quỳ chân xuống phục vụ em. Còn hơn chị cái loại thô thiển, không có ai thích, suốt ngày chỉ biết ghen tị. À này, đây nói cho là người ấy biết nhá, kể cả đây có thô thiển nhưng mà đây sống thật lòng, không nói xấu ai, không đố kỵ với ai bao giờ nhá. Chị Thảo ơi, chị đừng đánh em, biết em sai rồi chị Thảo. Cái này bất ngờ nhỉ? Ôi cái con điên này, bỏ tay tao ra. Ôi cái con này. Trời ơi, chị Thảo ơi, em xin lỗi chị đừng đánh em, chị Thảo ơi. Ôi kìa, Ngọc, em có sao không? Cô Thảo, mày làm cái gì đấy? Thảo ba ơi, em không có làm gì cả, mà chị Thảo chị ấy giật tóc móng mắt em. Còn là chị Nhung, chị ấy chửi em nữa. Cái này lại mới nữa này. Chị, tao tìm con Ngọc này. Này con danh con, mày thích hiểu điêu không? Mày có tin đánh mày thật không? Này, đừng có mà manh động nhá. Có gì từ từ nói. Em có đánh nó đâu. Nó tự dàn dựng hay nó tự dí tay em vào đầu nói chứ. Chị Thảo ơi, em biết là từ ngày em đến nhà trọ, hai anh thương em, không có thương chị nữa, nên chị buồn lòng. Nhưng mà có gì ấy, thì chị bảo với em, rồi em sẽ từ từ chuyển đi. Chứ chị đừng có đánh em như thế. Anh Hiếu, anh Tuấn, đừng có tin. Con này nó nói điều ấy. Em nghe cuộc điện thoại, nó nói chuyện với thằng nào nói xấu anh, nên là nó tức em, nó muốn trả thù em. Thôi nhá, mày đừng có nói gì nữa, xin lỗi Ngọc đi. Em có làm gì đâu mà em phải xin lỗi. Cái con này này, nó lấy tay em, nó dí vào đầu nó đang muốn vu vạ cho em đấy. Thôi, mày không phải chối nữa. Bao lâu nay cả cái xóm trọ lạ gì mày nữa. Cái mồm chó vó ngựa, chửi người chơi ra lại còn không phải chối. Em thề với các anh nhá, là em có dùng cơ mồm để chửi nó, nhưng mà bởi vì nó nói xấu các anh. Em thề, có chị Nhung làm chứng. Chị Thảo ơi, chắc là chị nghe nhầm hay là như thế nào ấy chứ. Chứ bình thường con muỗi nó mà đốt em phải đợi nó đốt xong em mới dám đập. Này người tốt như các ông ba, em làm sao mà em dám nói xấu hả? Mày thấy chưa, cái tai mày nghênh ngang mày nghe nào ấy chứ. Nói tóm lại là mày xin lỗi Ngọc đi. Còn lâu đấy nhá, không bao giờ, không có chuyện đấy đâu. Chị Thảo, chị Thảo. Thôi, đừng khóc nữa các ổ ba thương nhá. Em đi đi nhá. Con bé đấy nó hay được bọn anh chiều. Nó xấu tính, nó ẩm ương ấy, nên nó mới như thế với em. Em không phải buồn, không phải nghĩ ngợi gì vì nhiều về nó cả. Em hiểu không? Nhá. Thảo ơi, Thảo. Thôi, để ổ ba đưa em lên phòng nhá. Đi. Thằng cái tay ra. Thôi, ổ ba không có gì nữa mà. Nhưng mà bây giờ em đau đầu lắm. Em chỉ có uống trà sữa mới khỏi thôi. Ồ, thế sáng nay em vừa uống rồi còn gì nữa? Vẫn chưa khỏi à? Oppa tính toán với em đấy à? Oppa không thương em nữa rồi. Thế mà em còn đang định á, thích Oppa. Bởi vì mấy hôm vừa qua, Oppa chăm sóc em nhiệt tình ấy. Cái gì? Ngọc thích Oppa á? Có thật không đấy? Thật mà. Em thật là hot girl, thiếu gì người quan tâm đâu. Nhưng mà chỉ có Oppa, tuy là sinh viên nghèo nhưng mà vẫn hết lòng quan tâm em. Vậy mà Oppa nói Oppa hết tiền, đem tiền ra để nói lời cay đắng với em. Cứ làm như kiểu là em ăn nhiều lắm đấy. Dỗi. Ồ, không không, Ngọc đừng có buồn nhá. Bây giờ Ngọc muốn uống gì để Oppa đi mua nhá. Chờ Oppa tí, 5 phút thôi, Oppa mang về cho Ngọc nhá. Úi giời, Ngọc ơi. Oppa, cơm gà của em đâu? Đây, cơm gà của em đây. Không, đây không phải loại cơm gà mà em thích. Em thích cơm gà nhà bà Loan béo cơ. Thì anh cũng thích bà Loan béo. Thì anh cũng thích cơm gà nhà bà Loan béo. Thế nhưng mà cơm gà nhà bà ấy đắt lắm. Anh chỉ còn 30k thôi, nên là không đủ mua. Tiền. Sao bà nói tiền với em? Bà có biết là ở ngoài kia bao nhiêu người muốn mua cơm gà cho em mà em còn chưa đồng ý không? Thế mà ông bà nó nhắc tiền với em, làm như em ăn hết của Oppa ấy. Chẳng qua em thích Oppa thì em mới ăn thôi, chứ còn người khác mua em thèm vào. Thế còn thằng Tuấn thì sao? Hàng ngày em vẫn ăn đồ ăn nó mua còn gì. Tại anh Tuấn ấy, anh ấy suốt ngày năn nỉ bám đuôi em ấy,
chứ còn lòng em chỉ có oppa Hiếu thôi. Oppa đẹp trai lại thương em như thế, nỡ lòng làm em không thích. Ý, thật nhá. Thế thì để anh đi mua cơm gà cho em. Thảo ơi, Thảo. Ngày nay không thấy nó đâu nhỉ? Nó về quê mấy hôm rồi anh ạ. Nó về quê sao nó không bảo gì mình nhỉ? Tao nghĩ chắc là nó dỗi tao với mày với Ngọc vụ hôm trước ấy. Mà nó về quê cả tốt. Con gái y ai eo, nói gì lắm như mẹ mình á, bực hết cả người. Đúng, nó không ở đây nhá, mình thoải mái hẳn ra. Biết thế trêu từ lâu rồi, xong rồi nó dỗi về quê sớm hơn. Biết là em Ngọc, em ấy dịu dàng, xinh đẹp hơn. Thế nhưng mà chúng mày đừng có thể hiện là chúng mày háo sắc như thế chứ. Ôi, sao mà sáng ra các anh chị ầm ĩ thế? Cả đêm qua mất ngủ không ngủ được đâu. Ôi nhỏ ơi Ngọc ạ, à, anh chém nào đâu, không mất ngủ nào đâu, đâu mệt chỗ nào này. Em vẫn còn đang ốm lắm thế này, mà chân thì đau, chẳng đi mua đồ ăn sáng được. Không biết là cô ba nó giúp em không? Anh, để anh mua cho ăn gì anh mua nhá, ăn gì này. Em ấy, thì em ăn ít lắm, ăn hương ăn hoa thôi. Hai bát phở, một quả trứng trần, hai cái giò bò và một cốc sữa. Không biết là có ai mua không ạ? Khổ quá, kể từ hôm ấy đến giờ ấy, các anh mua hết bao nhiêu tiền thì cứ kê ra, rồi em chuyển khoản nhá. Chứ bây giờ chân đau lắm thế này. Anh bảo này, để anh tiện đường về anh mua luôn cho. Anh nhầm mình lỡ mồm. Lỡ cái gì mà lỡ? Mở mồm ra dạy anh em là không được ham mê sắc đẹp. Lỡ. Vâng. Dài. Rồi, để oppa đi mua cho nhá. Dạ, vâng ạ. Với cả bây giờ tay em đang đau lắm đây này, em không quét được nhà ấy. Oppa Hiếu, có thể quét nhà giúp em được không ạ? Còn oppa Tuấn, có thể học hộ giúp em được không? Em nghe nói á, oppa Hiếu là thần quét nhà, còn oppa Tuấn á là thần học hộ. Hai oppa có thể cho em mở rộng tầm mắt được không ạ? Úi giời ơi, cầm được. Chuyện đấy đơn giản, em chỉ việc ngồi chơi thôi, còn mọi thứ cứ để bọn anh lo. Yêu cầu oppa nhất trên đời. Ôi. Này, còn mì không cho tao xin gói. Làm gì còn mà cho. Thế cho tao húp ít nước đi, tao đói sắp lả ở đây. Này thằng chứ, trả cho tao húp của tao mà. Của tao. Ôi giời ơi, hôm nay để lần nữa là chủ nhật đây, mà để cái xóm trọ nó như cái chuồng lợn thế này hả? Có ra dọn nhanh thôi để tao phạt cho lòi bắt ra bây giờ. Hôm nay là đến cái Ngọc anh ạ. Ngọc á? Ngọc à? Được rồi, để anh lên tận cửa phòng nó, anh phạt lòi bắt nó ra. Này nhá, lại còn định lên tận phòng nó để gọi nó à? Đi về, con này không giải quyết sao? Thế lại còn đứng lại đi về. Chồng với trẻ con lấy vào biết á, đúng sai lầm tuổi trẻ. Hiếu ơi, Hiếu. Anh Tuấn, anh đi học về rồi đấy à? Làm em chờ anh mãi. Có việc gì đây? Em đau tay quá, anh có thể giặt giúp em cái chăn được không? Anh ốm quá, hôm qua suốt cả đêm, thành ra hôm nay có đi học được đâu. Anh ốm à? Em thương anh quá. Thôi, anh đi vào nghỉ đi, tí nữa anh Hiếu về, em nhờ anh Hiếu. Này, anh mệt quá, nấu cho anh nồi cháo trắng được không? Nhưng mà em vừa mới sơn móng tay xong, nếu mà bây giờ động vào cái gì á, là hỏng mất bàn tay công chúa của em đấy. Thôi, để tí nữa anh Hiếu về, em nhờ anh Hiếu nấu hộ anh nhá. Thế em quét hộ anh cái hành lang này được không? Thôi, để tí nữa anh Hiếu về, em nhờ anh Hiếu nhá. Chứ bao nhiêu lâu nay toàn anh Hiếu làm thôi, bây giờ em làm không quen. Ôi giời ơi, Thảo ơi, chưa bao giờ tao thấy sự xuất hiện của mày nó quan trọng như lúc này, Thảo ơi.
Tuấn. Ôi trời ơi, giật cả mình. Nói to lên. Ui, bé thôi. Anh Mập đâu? Vừa ở đây xong. Thế có chuyện gì sao phải nói bé? Khổ quá. Đi vào phòng đã. Đi. Đi. Sao đấy? Này, tao sợ em ấy thấy tao rồi lại nhờ vả mua đồ ăn với làm việc nhà. Thế hôm nọ em mới khen, em bảo là tao sướng lắm cơ mà. Sướng thì có sướng, thế nhưng mà sướng cái lỗ tai, khổ cái tay. Đấy. Em ấy cứ mở cái bồm thánh thoát ra là nhờ vả. Mày nói cũng đúng. Kể từ khi tao gặp em Ngọc, lúc nào tao cũng trong tình trạng viêm màng túi. Đấy, xong lại còn phải đi vay thêm tiền để mua này mua nọ cho nó. Mà trong khi cả tuần nay, tao có biết miếng thịt nó như nào đâu. Xong rồi ốm giạc cả người ra, nhờ sang nấu cho tí cháo thì lại bảo là đợi mày về. Ôi, đúng là bạc mẽo. Đấy, mà từ lúc mua đồ cho em ấy nhá, em ấy bảo là sẽ trả tiền anh. Đấy, thế nhưng mà tao tính hơn 1 triệu rồi, em ấy vẫn chả ý kiến gì cả. Mày 1 triệu còn đỡ nhá, tao này 2 triệu này, đói thối bồn ra, không có tiền ăn mì tôm. May mà vay được con Nhung 50, chắc là mua gạo với cả muối lạc sống qua ngày ấy. Ngày trước đói á, còn sang phòng con Thảo xin được bát cơm. Tuy là nó nói lắm, hay chửi, thế nhưng mà nó ở đây á, thì khu trọ lúc nào cũng sạch sẽ, vui vẻ, thơm tho. Bây giờ nó về quê cái xóm trọ mình như chùa Bà Đành ấy. Chán thật ấy. Mà kể từ khi cái em Ngọc Thánh Thiện tới đây, tình cảm anh em mình cũng rất mẻ đi xuống. Công nhận đấy. Thế nhưng mà bây giờ phải làm thế nào? Mỗi lần mà tao nghe thấy em Ngọc mà đi xuống xong rồi nói là Oppa, ui, ui, tao sợ lắm. Bây giờ tao nghĩ là tao với mày thấy em Ngọc ấy, thì cứ bơ đi mà sống nhá. Mà tao với mày phải gọi con Thảo lên sớm. Đấy, em Ngọc với con Thảo kỵ nhau lắm, có khi lấy độc trị độc được ấy chứ. Nhưng mà trước giờ cứ chửi nó, thế bây giờ quay ra xin lỗi có được không? Nó có cười vào mặt mình thì mình vẫn phải dày mặt ra mà xin lỗi chứ. Thế mày gọi cho nó đi. À, gọi đi. Sao? Nó không trả lời mẹ. Ôi, thế khéo nó dối bọn mình thật rồi đấy. Mà tao đói quá mày ơi. Chả chứ. Anh Hiếu, anh Tuấn ơi, anh Hiếu. Đói lại còn vừa mệt nữa đây này. Anh Tuấn, anh Hiếu, hai anh sao thế, sao lại chạy? Mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ Thảo? Vâng, cũng bình thường chị ạ. Khỏe đến khi con này về các cụ lại ốm hết đấy mà. Anh cứ nói thế. Ui rồi. Các anh đi đứng kiểu gì ấy, mắt để trên trán ạ. Tiền sư với bọn này, tí nữa thì đâm vào con tao chứ. Chúng mày tệ đấm vào lại chúng mày bây giờ. Úi giời ơi. Úi giời ơi, Thảo ơi, em lên rồi à? Úi giời ơi, sách đồ từ quê lên cũng mệt không? Đưa anh sách cho đó. Mày có cái gì đem tao sách đốt cho nhá. Đưa đây, nặng ông. Mang cả cái đồ sủng của tao sách cho. Đem đây, đưa đây. Hôm trước rõ ràng em nghe ai bảo là Thảo về quê đi cho nhẹ nợ nhở? Hai thằng này chứ ai. Chúng nó còn xui anh là cái phòng với Thảo ở này không có ai ở đâu. Đấy, bảo cái Ngọc sang bên đấy ở cho nó rộng cơ mà. À đấy, anh nghe thằng nào nói chứ có vẻ bọn em nói đâu mà anh nghe nhầm rồi, chắc chắn nghe nhầm chắc. Hai anh bị làm sao ấy? Uống nhầm thuốc à? Nhầm đâu mà nhầm. Đấy là bọn anh nhớ mày quá. Quá nhớ luôn. Ôi trời ơi. Không gặp mày 1 tuần nữa mà bọn anh cứ tưởng là cả 100 năm ấy. Ây, nhớ lắm. Hai anh bị điên à? Vừa hôm trước còn đuổi em cơ mà, hôm nay lại khóc thút thít thế. Không, đấy chỉ là bồng bột của tuổi trẻ thôi. Mày tha lỗi cho bọn anh nhá. Vắng mày bọn anh khổ quá. Vắng cái mồm của mày, bọn anh thấy trống vắng và cô liêu quá. Bọn anh gấp lại rồi. Cái mồm của mày tuy nó có hơi độc địa tí thôi, thế nhưng mà rất đáng yêu ấy. Rất cực kỳ đáng yêu. Ai, mày hôm nay mày lại chửi bọn anh nghe ná. Rồi ôi, nhìn kiểu này á, chắc bọn anh lại bị em Ngọc Thánh Thiện đá nên mới nhớ đến em gì. Vớ vẩn nè, làm gì có cái chuyện đấy. Không bao giờ. Ui, Nhung ơi, về đi em. Sao lại về anh? Thì mỗi lần nhìn thấy cái Ngọc ấy, em đều giận anh còn gì nữa. Thôi, anh sợ nằm ở dưới đất mũi đốt lắm rồi. Đi về đi em.
coi như là anh biết điều nha. Đi đi. Anh Tuấn, anh Hiếu, sao các anh lại bỏ chạy như thế? Mà chị Thảo, chị mới lên à? Ờ, nhà trọ của tôi thì tôi lên. Anh Tuấn, anh Hiếu, em đau chân, em đau đầu. Kìa, người ta đau chân đau đầu kìa. Ngọc ơi, em tự đi mua trà sữa đi nhá. Bọn anh hết tiền rồi, không mua trà sữa cho em được nữa đâu. Ờ, tại sao cao pa nói em như thế? Cao pa không thương đứa em bé bỏng ấy nữa à? Thôi, thôi, thôi. Bây giờ nói luôn nhẹ cho nó vuông nhá. Mẹ bỏ cái giọng đấy đi mẹ ạ. Đơm nữa, có sức ấy, thì tự đi mà làm. Có chân, có tay tự đi mà làm nhá. Anh không còn sức, không còn lực để là giặt chân, giặt chiếu, rồi sửa điện, sửa nhà cho em nữa đâu. Em hiểu không? Không phải bảo mấy cái đứa mà nó là fan ấy, nó đến mà làm cho. Thế nên sao các oppa lại nói em như thế? Chị Thảo, có phải là chị nói xấu gì em với các oppa của em đúng không? Ai thèm, là cái đuôi hồ ly của cô tự lòi ra đấy chứ. Ơ, tại sao chị lại vu vạ cho em là hồ ly? Kìa, các oppa. Ôi, thôi, đừng có nỉ non nữa nhá. Rực đầu lắm rồi. Các anh, tôi đúng là có mắt như mù nên mới xem các anh là oppa của đời tôi. Rồi à, các anh sẽ phải hối hận thôi. Ôi hối cái gì mà hận, khổ quá thôi. Anh xin em nhá, anh xin. Bọn anh sợ lắm rồi. Đúng là bọn anh có ngu ấy thì mới tin cái lời ngon ngọt của em rồi bị xỏ mũi. Đúng rồi, đừng có tưởng em xinh, em ngọt ngào một tí xong rồi em làm mở mắt bọn anh, rồi sai bọn anh như luôn lạ nhá. Được rồi, đã thế thì em đi. Ê, khoan nào. Sao? À, hối hận rồi chứ gì? Bây giờ quỳ xuống xin lỗi em đi, rồi em sẽ tha thứ cho từng người một. Ôi trời, mơ đi cưng nhá. Muốn đi đâu thì đi, thế nhưng mà trước khi đi ấy, phải trả tiền mua đồ ăn ở đây đã, hiểu không? 1.557.000. Anh lấy tròn này, 1.500.000. Của anh 2.000.000 nữa cưng ạ, nhá. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Đúng. Trả đi rồi đi đâu thì đi. Đúng. Được lắm. Các anh dám đòi tiền tôi chứ gì? Cái bằng chứng đâu? Ôi giời ơi, dở cái mặt này kìa. Kinh nhờ. Này, bằng chứng cả rổ nhá. Để mai ấy, anh lên Facebook, anh viết một bài tố cáo. Em Ngọc hot girl, ăn nhiều, sống bẩn. Ôi giời ơi. Chuyên dụ dỗ và chay lạ. Cái kiểu người như em ấy, kiểu gì mà chả gặp dăm ba cái người như kiểu bọn anh, đúng không? Này, chạy đâu đấy? Đúng là chết vì gái, là một cái chết tê tái. Thôi, đi vào. Ê, để mà tao xách hộ.